Ok, xin chào tất cả các em. Chào mừng tất cả các em quay trở lại với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản của kênh Tiếng Anh 365. Trong cái chương trình hôm nay thì thầy sẽ đem đến cho chúng ta một cái chương trình khá là thú vị. Đó là cái cách sử dụng hay là cách dùng của các từ như là many, much, a few, a little và few little. Rất nhiều bạn gặp rắc rối trong việc sử dụng các cái từ này. Như vậy thì hôm nay trong cái chương trình rất là ngắn gọn thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta phân biệt được cách sử dụng của các từ, các cặp từ như là cặp từ many, cặp từ much, a few, a little hoặc là few và little. Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ đi vào cái phần bài học để chúng ta tìm hiểu cái thông tin và cách sử dụng của các cái cặp từ này. Ta đi vào phần thứ nhất đối với từ many và từ much. Ok, từ many thì nó sẽ cộng với countable noun, có nghĩa là nó sẽ đi với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Đi được với các danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Thế thì ta sẽ theo dõi ví dụ. I have many friends. Tôi có nhiều những người bạn. She has many books. Cô ấy có nhiều cuốn sách. Như vậy thì từ many nó sẽ đi trước cái danh từ đếm được ở dạng số nhiều để nói rằng ai đó có nhiều những cái đồ vật gì đó hoặc cái gì đó. They have many relatives in the country. Họ có nhiều người thân hoặc họ hàng ở vùng nông thôn. Okay, các bạn lưu ý các cái danh từ mà thầy gạch chân này, đó là những danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Tiếp theo, chúng ta sang từ much. Thì ở đây ta thấy là cộng với uncountable nouns, các danh từ không đếm được. Thì ta sẽ theo dõi ví dụ. My teacher often give us much homework. Giáo viên của chúng tôi thường cho chúng tôi nhiều bài tập về nhà. Như vậy homework nó là danh từ không đếm được, cho nên để chỉ số lượng của nó ở dạng số nhiều. Dạng nhiều chúng ta dùng từ much. He has much time to enjoy his holiday. Cậu ta có nhiều thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. We do not have much water for the crop. Chúng tôi không có nhiều nước cho vụ mùa. Như vậy thì ba cái danh từ mà thầy gạch chân ở phần dưới đều là những danh từ ở dạng không đếm được và chúng ta dùng với từ much. Tiếp theo thì chúng ta gặp tiếp với cặp từ là a few và a little. Thứ nhất với từ a few thì chúng ta cũng cộng với danh từ đếm được ở dạng danh từ đếm được dạng số nhiều. Lưu ý dùng khi nói ai đó có ít cái gì. Như vậy thì a few và a little này nó đều dùng để nói về chỉ cái số lượng ít. Thế thì còn ít như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi như sau. He has a few friends in this school. Cậu ta có một vài người bạn trong ngôi trường này. Như vậy thì cậu ta trong ngôi trường này cậu ta chỉ có một một vài người bạn thôi, không có nhiều, chỉ có một vài người thôi. She has a few books. Cô ấy có một vài cuốn sách. I have a few cakes. Tôi có một vài cái bánh. Như vậy thì a few thì nó đi với danh từ đếm được. Và ở đây người ta đưa ra cái dạng thức của nó là dạng thức số nhiều. Còn đối với từ a little thì chúng ta sẽ cộng với uncountable noun, có nghĩa là các danh từ không đếm được. Ví dụ, she has a little time to finish the work. Cô ấy có ít thời gian để hoàn thành công việc. Như vậy ta lưu ý này, a little time nói là có ít thời gian, nhưng mà ở trong cái trường hợp này chúng ta lưu ý là nó mặc dù ít nhưng mà vẫn có thể hoàn thành được cái công việc này. We have a little sugar for cooking. Chúng tôi còn một chút đường cho việc nấu ăn. Như vậy còn một ít nhưng mà vẫn đủ để nấu ăn. Thì ta dùng với a little, hoặc ở trên này là a little time, trên này là a little sugar.
ta sang cái cặp từ tiếp theo, đó là từ few và little. Few thì cũng cộng với danh từ đếm được. Ví dụ, he has a few friends in this school. Cái dạng này thì chúng ta có hiểu nghĩa nó là cậu ta hầu như không có người bạn nào trong ngôi trường này cả. Cái từ few này nó mang nghĩa phủ định, nghĩa là không có một, hầu như là không có bạn ở trong trong ngôi trường này. She has few cake for the party. Cô ấy hầu như không còn cái bánh nào cho bữa tiệc. Như vậy nó cũng mang ý nghĩa phủ định là có quá ít cái gì đó. Little cộng với danh từ không đếm được. Ví dụ như là they have little water for a long day. Họ còn có quá ít nước cho một ngày dài. Như vậy hầu như là khi mà dùng với little này thì chúng ta biết là họ gần như là không còn một cái chút nước nào nữa. She has little rice for dinner. Cô ấy hầu như không còn một ít gạo nào cho bữa tối. Như vậy thì chúng ta thấy là đối với ta phân biệt giữa từ a few, a little và few little. Thì đối với a few và a little nó là chỉ số lượng ít nhưng vẫn còn đủ để dùng. Còn khi người ta dùng với few và little thì nó mang nghĩa phủ định, có nghĩa là hầu như không có hoặc không còn một cái gì cả. Ok. They have a little time to finish their work. Ví dụ như ví dụ câu này thì họ có hầu như không còn thời gian để hoàn thành được công việc. Ok, thanks for watching. Ok, xong cái phần ngắn gọn này thì hy vọng rằng các bạn đã nắm được cái cách sử dụng của từ các cặp từ về số lượng.